Và để tính toán giá trị của chỉ số thì em chọn phương án B ạ. Ok, tức là bỏ một cái chứng khoán ra, sau đó lại ép một cái chứng khoán khác vào đúng không, để tái xây dựng lại cái chỉ số đúng không? Ok, đúng rồi. Chuyển sang câu số 9 nhé. Em ạ. Nói đi em, tên gì? Em cô Tâm ạ. Lam ạ. Em là Em Ngọc Tâm ạ. Lam. Hả? Cái gì Ngọc em? Đặng Thị Hồng Ngọc ạ. Ừ. Em thưa cô, câu Rồi Ngọc. 9 là các chức năng chính của hệ thống tài chính thì hầu hết bao gồm ý A là xác định mức cung tiền và xác định lãi suất cân bằng ạ. Ý B là xác định lãi suất cân bằng và phân bổ vốn vào các mục đích sử dụng có hiệu quả nhất ạ. Ý C là phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng hiệu quả nhất và xác định mức cung tiền. Em chọn ý B ạ. Tại sao lại không có cái mức cung tiền ở đấy? Có nghĩa là em loại cái mức cung tiền đúng không? Thì câu Dạ hỏi là vâng. tại sao lại loại mức cung tiền đi ấy? Em cũng nghĩ là nó lạm phát nên em loại đi ạ. Lạm phát là sao? Cụ thể hơn được không? Có bạn nào giúp bạn Ngọc không? Trả lời Nghĩ giúp cô, cô là ơi. em nghĩ là cung tiền thì ở trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay sao nên em loại. Mức cung tiền sao lại ở trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ? Nhưng cô, em nghĩ là mức cung tiền này là được kiểm soát bởi các ngân hàng trung ương phải không ạ? Đúng rồi, chính xác. Như vậy là hệ thống tài chính thì là gồm các cái tổ chức tài chính trung gian, rồi là những cái người tham gia vào các tổ chức tài chính trung gian, xin lỗi, tổ chức tài chính trung gian và thị trường tài chính. Như vậy nó có hai phần và nó không có liên quan tới cái, nó không ý, nó hàm ý tới cái ngân hàng trung ương. Mức cung tiền là cái chỉ số liên quan tới hoạt động của ngân hàng trung ương đấy. Bạn nào vừa 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 giải thích đi nhỉ, giải thích đi nhỉ. Em ạ, Vũ Thu Trang ạ. Vũ Thu Trang. Ok, tức là các bạn phải giải thích được nhé. Như Hồng Ngọc nói là sai hẳn vấn đề luôn đấy. Ok, Vũ Thu Trang. Rồi, bây giờ cô chuyển sang câu số 10. Em ạ. Em nói đi bạn nào. Tên gì em? Lê Minh Thủy ạ. Thùy nói đi. Câu 10 thì con dịch là trong một năm thì nó sẽ có 4 chỉ số thị trường của từng quý, à chỉ số thị trường chứng khoán từng quý sẽ có tỷ lệ hoàn vốn là 3%, 4%, âm 2% và 5% ạ. Thì con tính tỷ lệ hoàn vốn sẽ là 1 cộng 3% nhân với 1 cộng 4% nhân với 1 trừ 2% và nhân với 1 cộng 5%, sau đấy trừ 1 thì con sẽ được là 10,23% là đáp án A. Tức là 1 cộng với 3% Thì được 1,03. nhân với đúng không? Nhân với Dạ vâng 1 ạ. cộng 4% nhân với 1 trừ đi 2% đúng không? Dạ Và vâng ạ. nhân tiếp với 1 cộng với 0,5. 5% ạ. Ok. Thì đúng rồi, thì 10,23 là kết quả đúng và cái cách tính là giống như bạn Thùy. Cái cách tính này là dựa trên kiểu ghép lãi. Có nghĩa rằng là mình
được cái mức sinh lời, sau đó mình sẽ dùng cái số tiền đấy để mình tiếp tục kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo. Thì cho nên là cái đầu tiên của bạn mới là 1 cộng 0,3, 1 cộng với cả 0,3% đấy, tức là tổng tiền ghép và lãi và tiền vốn của mình ấy là 1,03. Mình nhân tiếp với cả 1,04 là cái để ra cái mức gốc và lãi của kỳ tiếp theo. Sau mình cứ làm tiếp tục như vậy cho đến kỳ cuối, và nhớ là để tính cái mức sinh lời thì mình chỉ có trừ đi vốn gốc là 1, thì nó sẽ ra cái kết quả của giống như là của bạn là 10,23, đáp án là A. Đó, thì ok rồi đúng không? Các bạn có câu có thắc mắc gì không? Ok, vậy thì tiếp theo này, các bạn chuyển sang câu số 14 giúp cô. Em ạ. Bạn gì nhỉ? Hưng Tên gì em? Hưng Hưng, ok. Hưng nói đi. này là một nhà đầu tư mà bán khống cổ phiếu mà lo việc giá tăng lên cao, thì để bảo vệ khỏi việc mà giá bị lên quá cao thì anh ta sẽ đặt cái lệnh dừng mua. Lệnh dừng mua nghĩa là sẽ đặt một cái lệnh mà để tại một mức giá mà khi mà cổ mà sẽ mua vào cổ phiếu khi mà cái tại một mức giá cố định mà không làm cho khi mà anh ta nhận thấy là cái giá đấy nó đang bị đang có xu hướng tăng lên quá cao đấy. Tức là anh này là bán khống cổ phiếu đúng không? Thì là khi bán khống như vậy thì sợ là giá cũng lên cao quá thì không không mua được để bán là hay sao? Anh ấy bán khống với cả anh ấy đang lo và cái việc bán đấy nó làm cho cái cổ phiếu này nó tăng cả đạt lên quá cao ấy. Thì phải đặt là một lệnh dừng dừng để mua. Dừng là cái lệnh mà đặt tại một cái mức giá cố định sẽ mua mua vào để không làm cho cái mức mua đấy nó bị mua tại một cái mức giá quá cao ấy. Thì đầu tiên là mình cái này thì thực ra là các bạn chưa học, cô cứ để các bạn tự tìm hiểu thôi. Thì đầu tiên mình sẽ phân tích cái bài của bạn nhé. Thì bán khống thì tiếng Anh của nó sẽ là sell short hoặc là short selling, thì đều thế, cái chữ short kia kìa là bán khống. Thì bán khống là việc mà mình sẽ bán một cái công cụ tài chính, cổ phiếu hoặc là trái phiếu mà mình không có sở hữu. Mục tiêu của bán khống là kiếm lời từ thị trường tài chính đang đi xuống. Thì có nghĩa là vì mình sẽ kiểu như là người ta giải thích nó là giống như kiểu dạng như là bán đỉnh và mua đáy để kiếm lời. Ok, có nghĩa là khi mà cổ phiếu đang đi xuống thì mình sẽ tính là mình mua và sau đấy mình bán khống nó sẽ tức là mình tại thời điểm hiện tại này là mình bán khống này nhưng mà chưa thực hiện luôn cái hợp đồng đấy, tức là chưa chưa thực hiện cái việc giao cổ phiếu. Thì khi mà giá nó đi xuống ý, thì mình sẽ mua mua cái chứng khoán đấy và sau đấy mình thực hiện cái lệnh bán khống như là mình đã đặt. Thế tuy nhiên thì trong trường hợp của ông này ý, thì ông ấy lại là sợ là giá lên cao. Thì thông thường khi giá lên cao là người ta không có bán khống, bởi vì là nếu giá lên cao mình mua đã cao rồi thì mình bán nó sẽ dẫn tới là bị lỗ. Thế thì trong trường hợp này là để đảm bảo, để bảo vệ là việc là giá lên cao quá thì lúc nãy bạn chọn là B đúng không? Stop order to buy đúng không? Vâng. Ok. Stop order to buy lúc nãy em giải thích là gì nhỉ? Hưng giải thích là gì? Lệnh dừng mua Lệnh dừng mua giải thích là gì? là mua Là cái vào giá.
khi giá nó đang có xu hướng tăng lên thì sẽ mua vào tại một mức giá cố định theo cái lệnh đấy ạ. Ok, đấy thì là thì stop order to sell đúng không? Thì có nghĩa là khi mà giá lên cao tới một mức nào đấy thì ta sẽ không thực hiện là dừng dừng bán chứ. Dừng bán nhưng mà em à dừng mua nhỉ, dừng mua là không mua vào nữa. Cái này nó hơi lằng ngoằng một chút đúng không? Hơi lằng ngoằng một chút. Thì không mua nữa tại vì giá nó lên cao quá thì nó sẽ bảo vệ cái người người thực hiện bán khống thôi. Đó thì kết quả cái đáp án của cô này là cô B nhá. Giống như là Hưng giải thích ấy. Rồi các bạn chuyển sang cái câu số tiếp theo là câu 16. Em tên gì? À, nói lại tên em ơi. Em là Trần Thị Mến ạ. Vâng. Mến trả lời đi. Em thưa cô là câu này thì người ta hỏi là cái chức năng chính của hệ thống tài chính thì ít có khả ít đúng nhất trong những cái ý dưới đây. Thì em chọn là ý A, làm các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận bất thường bằng cách là giao dịch trên các thông tin của hệ thống tài chính. Ý B Prevent, là prevent chứ đúng không? dạ Prevent là vâng, gì? prevent là ngăn chặn ạ, ngăn cản ạ. Ok, ngăn cản các nhà đầu tư Tạo ra từ lợi việc nhuận. là tạo ra lợi nhuận bất thường đúng không? Bằng cách là bán by trading on information, tức là bán thông tin đúng Bán thông tin, không? vâng. Ok. Câu B của em là gì? Câu B Cô em B dịch là luôn đi. phân bổ các nguồn tài chính cho các mục đích sử dụng có hiệu quả. Còn C là tập hợp những người tiết kiệm và người cho đi vay đi cho vay ạ. Ok, thế thì nhìn chung ấy thì là thị trường tài chính ý, mục tiêu một trong những cái hai cái nội dung dưới ý, thì lúc nãy mình đã làm ở trong cái câu số 9. Mà lúc nãy bạn 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 Trang với lại bạn Ngọc có tham gia ấy, thì bạn nhớ là nó đều có thứ nhất là allocating financial sources to the most productive use, tức là mình sẽ hỗ trợ để đưa cái nguồn tài chính đến những cái nơi mà sử dụng có hiệu quả nhất, thì đây là một cái chức năng cực kỳ quan trọng của các cái hệ thống tài chính, hệ thống ngân hàng cũng như là thị trường tài chính đúng không? Thứ hai là bringing together savers and borrowers, thì cái này cũng là cái chức năng cơ bản, tức là sẽ kết nối giữa cái thằng có tiền và cái thằng mà đi mượn đúng không? Thế thì nó chỉ còn cái câu A thì chắc chắn là mình sẽ chọn câu A. Nhưng mà để nó cụ thể hơn ấy thì mình sẽ giải thích như thế này. Tức là một trong những cái chức năng của financial system nữa, tức là ngoài hai cái chức năng B và C mình vừa mới nói xong ấy, thì là cái chức năng cung cấp các cái thông tin đầy đủ đến cho các cái nhà đầu tư và những cái người đi vay hay là những cái người mà huy động vốn. Thế thì bạn thấy là chẳng hạn như là đối với cả cái sở giao dịch chứng khoán nhé, thì người ta đã yêu cầu là các cái doanh nghiệp lên sàn là phải cung cấp đầy đủ các cái thông tin tài chính vân vân. Rồi họ bản thân cái sở giao dịch họ cũng sẽ có những cái phân tích tài chính để làm cái thông tin nó rõ ràng hơn, hoặc là các cái ngân hàng cũng vậy, thì họ sẽ đưa những cái thông tin tài chính rất là rõ ràng cho những cái người liên quan. Đấy, thế thì như vậy ở chỗ này nó lại ghi ngược lại, nó lại nói là ngăn chặn các cái nhà đầu tư tạo được bằng cách là mua bán dựa trên thông tin, thì không, đây là phải là cho phép các nhà đầu tư tạo được lợi nhuận mà dựa trên cái thông tin đấy. Ok, tức là bao giờ mình phải mua bán cũng là phải dựa vào cái thông tin đấy, cho nên cái câu A sẽ là cái câu sai. Đó thì đương nhiên là mình chọn thì tương đối là dễ, nhưng mà để mà giải thích cặn kẽ thì các bạn sẽ giải thích như vậy. Ok, đấy là câu số 16 đến câu số 17. Em ạ. Tên là gì em? Hà Thị Diệu Quỳnh. Quỳnh. Câu Ok, 17 Quỳnh nói đi. câu 17 thì em dịch là chỉ số thị trường chứng khoán mà được mô tả tốt nhất là
Đáp án A thì được dịch là giá trị được sử dụng để điều chỉnh giá an toàn do tác động của lạm phát. Đáp án B là những thư mục, các ký hiệu chứng khoán được niêm yết trên thị trường. Đáp án C là nhóm chứng khoán được lựa chọn để đại diện cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Thì em chọn đáp án C ạ. Bởi vì định nghĩa của nó thì là định nghĩa của chỉ số thị trường chứng khoán thì đây là một nhóm chứng khoán mà được thiết kế để đại diện cho hoạt động của một loại tài sản ạ, thị trường chứng khoán hoặc là một phân khúc của thị trường ạ. Ok. Như vậy thì cái B là chắc chắn là không đúng rồi. Cái B nó chỉ là một cái danh mục các cái symbol thôi đúng không? Sticker symbol tức là các cái mã chứng khoán thôi. Thứ hai là cái A ấy là giá trị được sử dụng để điều chỉnh giá chứng khoán danh nghĩa cho cái ảnh hưởng của lạm phát, thì cái này nếu mà mình tính thì nó sẽ là cái giá trị thực, giá thực của chứng khoán. Nhưng mà thông thường thì người ta cũng không có nói về giá thực của chứng khoán bao giờ, cho nên là nó chỉ có câu C thôi, và câu C này thì chính là cái định nghĩa của cái Security Market Index, tức là nó sẽ có mấy dạng, ví dụ như là dạng chỉ số thị trường chứng khoán toàn thị trường ấy, chẳng hạn như mình nhìn thấy VN Index của mình là toàn thị trường 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 HOT, hay là cái chỉ số VN30 thì nó là một tập hợp các cái cổ phiếu mà người ta đã lựa chọn để người ta xây dựng cái chỉ số chứng khoán đấy. Ok, như vậy trả lời của Diệu Quỳnh là câu C là đúng rồi. Bây giờ đến câu số 18. Đây là câu 18. Không, bạn đã giơ tay ấy. Cô dịch nhé. Cái nào sau đây liên quan tới các cái chỉ số ở trên các cái chỉ số của thị trường trái phiếu ấy, thì là ít đúng nhất. Thế thì câu A là không giống như là cổ phiếu, thì trái phiếu là thiếu các cái dữ liệu liên tục về về mua bán. Câu B là có rất là nhiều các cái đợt phát hành cổ phiếu, xin lỗi, trái phiếu so với cả cổ phiếu. Ok, và câu C là tức là các loại trái phiếu thì sẽ ổn định hơn là các loại cổ phiếu. Đó thì câu nào là câu sai thì các bạn chọn. Thì thông thường thì ơi, có bạn nào chọn nó không? Nghĩ là C quá. Tên là gì em? Vũ Thu Trang. Ok, Vũ Thu Trang, em trả lời là vì sao? Tại em nghĩ là chỉ số trái phiếu thì liên tục thay đổi nên là nó không thể nào ổn định hơn chỗ cổ phiếu được ạ. Liên tục thay đổi là vì sao? Cái tức là em chọn câu C là universe, bond universe đúng không? Theo em là nó không stable đúng không? Mà nó liên tục thay đổi thì là vì sao nó lại liên tục thay đổi? Em chỉ nghĩ đến đấy thôi. Cô lại B đúng không ạ? Câu này C đấy, câu này là C, là như kiểu bạn Trang trả lời là đúng rồi, nhưng mà Trang thì kiểu hơi hơi lờ mờ, là chưa chưa nắm cho rõ lắm ấy. Thì thực ra ấy, về trái phiếu nó không ổn định, ở đây nó ghi là ổn định hơn, nhưng mà thực ra là nó không ổn định, là bởi vì cái trái phiếu ấy thì nó liên quan tới gọi là, thứ nhất là nó khá là phức tạp, vì là đối với cổ phiếu thì nó không có
Maturity ấy, tức là cái kỳ hạn, nhưng mà trái phiếu thì nó lại rất là nhiều kỳ hạn khác nhau. Thì chẳng hạn khi mà mình lập cái index của trái phiếu ấy, thì rất là khó có thể xem xét các cái kỳ hạn như vậy. Thứ hai là cái trái phiếu ấy, thì nó hay có các điều khoản mà mua lại người ta gọi là calls. Thì các cái điều khoản mua lại này ấy, làm cho trái phiếu là lúc này thì đang nằm ở trên thị trường và cái kỳ hạn của nó đang là 5 năm, nhưng mà đến năm sau thì nó lại bị mua lại mất rồi, tức là bị công ty phát hành mua lại thì nó không còn tồn tại trên thị trường nữa. Mà ví dụ như mình đã sử dụng cái trái phiếu trong cái index rồi thì mình lại mất nó đi, và nếu như chỉ một vài trái phiếu thì không sao, nhưng vấn đề là rất nhiều trái phiếu nó có thể bị mua lại như thế, và vì thế cho nên nó rất là không ổn định. Tiếp nữa là các cái đợt phát hành trái phiếu ấy thì thường là nó thường xuyên hơn là cổ phiếu. Tại vì mỗi lần phát hành cổ phiếu là nó lên liên quan đến các cái thông tin hay là liên quan đến cái số cổ đông gọi là sở hữu của công ty ấy, thì cái công ty bao giờ người ta cũng cân nhắc rất nhiều, nhưng trái phiếu thì bản chất của nó chỉ là khoản nợ thôi. Cho nên là khi cần những cái khoản tiền nho nhỏ thì thường là người ta sẽ chọn là huy động cổ phiếu, huy động bằng trái phiếu thay vì huy động bằng cổ phiếu. Cho nên là các cái đợt phát hành trái phiếu là nó liên tục hơn, và khi liên tục hơn thì nó sẽ làm cho cái thị trường biến động, và nếu như mà mình xây dựng một cái chỉ số về trái phiếu như vậy thì nó sẽ không đảm bảo là phản ánh được thị trường. Đấy, vì thế cho nên là ví dụ như ở Việt Nam thì mình không thấy có cái chỉ số về trái phiếu, đúng không? Và trong nhiều trường hợp thì người ta cũng không xây dựng chỉ số về trái phiếu. Ok, đó thì đấy là lý do. Bây giờ mình sang câu số 19. Sử dụng các cái thông tin sau để xác định xem là cái nào trong các cái phát biểu dưới đây là đúng nhất. Alo, câu này không bạn nào giơ tay thì cô trả lời nhé. Câu 19 này thì là nó là các cái chứng khoán
có cái ba cái chứng khoán này, và người ta xây dựng dựa trên ba chứng khoán này, người ta xây dựng một cái index, market index thôi. Thì thông thường với market index là người ta sẽ xây dựng dựa trên cái mà ở câu B này người ta nói này, là market cap weighted index. Thế nào gọi là market cap weighted index? Thì nó là, cap này là viết tắt của chữ capitalization, tức là cái giá trị vốn hóa. Thì capitalization là giá trị vốn hóa của công ty, thì nó tính bằng cách nào? Nó lấy cái giá của chứng khoán và nhân với lại cái số lượng cổ phần đang hiện hữu ở trên thị trường. Ví dụ như cái này nó sẽ bằng là 500.000, đúng không? Còn cái số 2 này nó sẽ bằng là 1 triệu. Và cái số 3 này nó sẽ bằng là cũng là 1 triệu. Ok. Đó, thì nó dựa trên cái weight này là cái market capitalization của mỗi cái chứng khoán này để nó xây dựng cái chỉ số chứng khoán. Đó. Thế thì cái câu C này này, đối với mỗi một cái sự thay đổi, một cái phần trăm thay đổi của cái giá của cổ phiếu, thì công ty B thì sẽ có cái less có ít ảnh hưởng hơn đối với cả cái index so với cả công ty C. Thế thì ở đây các bạn thấy là cả công ty B và công ty C thì ví dụ như là công ty B mà thay đổi hay là tăng lên khoảng 10%, tức là tăng lên 55, đúng không? Thì công ty này sẽ tăng giống như vậy, chẳng hạn như là tăng lên 110. Thì khi mà tăng lên như vậy thì cái weighted của thằng này nó sẽ là 1100 nhỉ các bạn nhỉ? Và cái này cũng sẽ là 1100. Như vậy bạn thấy là cái sự thay đổi về cái tỷ lệ về cái giá chứng khoán ấy, cái tỷ lệ thay đổi phần trăm của giá chứng khoán của công ty B và C khi thay đổi thì nó sẽ không dẫn tới sự khác biệt về cái ảnh hưởng của công ty B, của chứng khoán công ty B và công ty C trong cái index này. Như vậy là câu C sẽ là câu không không đúng. Bây giờ mình sai là sự phần sai đổi phần trăm của cái trong giá chứng khoán giống như câu C, thì công ty A sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đối với cả công ty B và C, thì cái này tăng lên 10% thì cái này nó sẽ trở thành ra là 10% nó thành bao nhiêu các bạn? 550 nhỉ? Ok, thì nó vẫn nhỏ hơn cái 1100 này thì các bạn không? Như vậy nó chỉ vẫn chỉ bằng một nửa thôi, và vì thế cho nên là cái câu này bảo greater impact là sai. Đến câu A, 100% increase, tức là sự thay đổi tăng lên 100% giá của cổ phiếu A, thì sẽ có ảnh hưởng ít hơn tới cái index so với lại 100% tăng lên của giá cổ phiếu B. Thì cái này là đúng, bởi vì là đấy, lúc nãy mình cho tăng 10% thì cái này nó cũng chỉ tăng có thì nó chỉ có tăng có thành 550 thôi. Nhưng mà khi cái này mình tăng 10% thì nó tăng thành là 1100. Như vậy tóm lại là thằng C nó vẫn cứ tác động nhiều hơn chứ không phải là thằng A. Và đây nó ghi là thằng A nhỏ hơn thì có nghĩa là đúng rồi. Vì thế cho nên đối với cả cái câu C, câu 19 này thì chính là cái câu A này. Ok. Thì cái này cũng không vấn đề gì, cô cứ để thôi, tại vì là cái khái niệm về cái stock index thì có thể các bạn đã học trong cái môn thị trường chứng khoán rồi đúng không? Thị trường chứng khoán các bạn học kỳ trước nhỉ? Đúng không lớp mình? Đấy, thì cô nghĩ là mặc dù trong cái môn CFA này mình không có động tới, nhưng mà do là các bạn học cái môn kia trước rồi cho nên cô vẫn để cái câu này lại để các bạn làm. Thế thì ok, đến câu 19 thì đã xong. Đến câu 21. Em làm ạ. Ok, bạn nào? Em Hoàng Thị. Hoàng Thị gì em? Thanh Tâm ạ. Ừ, ok. Em hợp cô, em dịch câu 21 là một sàn giao dịch chứng khoán nơi các nhà giao dịch mua và bán trái phiếu chính phủ dài hạn đến các nhà giao dịch khác tốt nhất sẽ được mô tả như là một phần của A là thị trường,
sơ cấp, B là thị trường tiền tệ, C là thị trường vốn. Thì em chọn câu C là bởi vì khi mà đối với câu A ấy ạ, thì nơi thị trường sơ cấp thì là nơi mà được mà chứng khoán được phát hành lần đầu tiên. Còn B thì thị trường tiền tệ là đề cập đến những cái thị trường ngắn hạn như là của các công cụ nợ thường có những cái thời gian đáo hạn dưới 1 năm như là tín phiếu ấy ạ. Nên là em sẽ loại trừ A và B, em chọn C ạ, thị trường vốn. Ok, như vậy bạn làm đúng rồi, tại vì là cái câu nhất là long term thì chắc chắn là cái câu B là sai rồi đúng không? Long term bond là đương nhiên câu B sai. Cái câu A cũng sai là bởi vì bạn ấy thấy là nó có cái chữ to other traders, tức là mua đi bán lại giữa những cái người buôn với nhau. Vậy chắc chắn là phải là thị trường thứ cấp rồi chứ không phải thị trường sơ cấp. Như vậy cuối cùng là A và B đều bị loại, thì còn cái câu C thì câu C là câu đúng, à, thị trường vốn nói chung. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 31. Đây, câu 31. Cái nào trong những cái sau đây thì ít là lý do làm cho cái chỉ số P trên CF, làm cho cái model P trên CF has grown more popularity, tức là làm cho cái mô hình P trên CF, mô hình mà định giá P trên CF là phổ biến, tức là không phải là lý do làm cho mô hình P trên CF phổ biến. P trên CF thì hôm trước bạn đã học rồi đúng không? Đấy là một trong những mô hình để định giá cổ phiếu hay là định giá doanh nghiệp. Câu này không bạn nào chọn đi thì cô sẽ chọn cho các bạn. Tức là cái mô hình P trên CF ý, thì nó sẽ dùng, mình sẽ hay so sánh nó với cái mô hình P trên E. Thế thì so với P trên E thì P trên CF thì thực tế là nó ít được dùng hơn. Thì trong này nó có cái câu A là CF thì thông thường là khó tính hơn so với tức là khó mà mình tính toán hơn so với earnings. Cái này đúng, tại vì cái earnings là mình lấy từ cái bảng báo cáo kết quả kinh doanh, và cái earnings thì thường là nó sẽ lấy trực tiếp từ đấy. Thế còn cái CF ý, thì là mình sẽ cần phải tính, và có nhiều cách tính, nhưng mà có hai cách tính chính, nhưng mà trong một cách tính là mình lại phải đi từ earnings và mình phải điều chỉnh rất là nhiều đúng không, thì mình ra được CF. Cho nên cái câu này là cái này là khó hơn. Cái câu nào đúng thì bạn phải gạch đi, bởi vì cái câu người ta hỏi là least likely. Đấy, thì cái CF đấy thì thông thường là khó tính hơn so với earning. Nên là nó cũng nó đúng thì mình bỏ nhá. Cái câu C là CF thì are used extensively in valuation model. Thực ra là các cái dòng tiền thì được sử dụng nhiều trong các cái mô hình định giá thì đúng, tại vì là đối với định giá thì các cái loại dòng tiền FCF, EFCFS thì vân vân thì nó hay được sử dụng trong các cái mô hình định giá. Thế tuy nhiên thì cái này thực ra nó cũng không liên quan trực tiếp tới cái P trên CF ở phía trên.
Thế còn cái câu B ấy, là CF thì dễ dễ tính hơn so với lại cái future dividend. Tức là ý nói là chẳng hạn mình muốn tính CF, CFE là FCF thì nó dễ hơn là mình xác định cái dividend trong tương lai, thì thực ra là cái này cũng không 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 dễ hơn. Tức là nó sẽ khó ngang bằng hoặc là thậm chí là khó hơn, bởi vì trong thành phần nó nhiều thứ hơn. Đấy thì câu này sẽ là câu sai, và vì thế cho nên là nếu là câu sai là mình chọn, bởi vì là cái câu hỏi là least likely. Đó thì câu 31. Câu 33. Em ạ. Em trả lời. Em làm ạ. Nhiều bạn quá. Cô sẽ ưu tiên cho bạn Vũ Thu Trang. Vì bạn lúc nãy chưa 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 ghi được điểm ấy. Trang làm đi em, Trang làm đi em. Vâng ạ. Em thưa cô là này là khi lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của một công ty là 12% ạ. Và tỷ lệ chi trả cổ tức là 60% ạ. Thì tỷ lệ tăng trưởng bền vững của thu nhập được ngụ ý là bao nhiêu ạ? Em tính là G bằng 12% nhân với lại 1 trừ 60% ạ. Xong rồi nhân lên 100 ra 4,8% ạ. Nhân với 100% đúng không? 100%. Vâng ạ. Ok. Rồi câu này thì bạn nào cũng thích. Câu 34. Em ạ. Em ạ. Em ạ. Em nhiều bạn quá nhỉ. Đâu là lúc nãy bạn nào cứ một bạn đăng ký như vậy. Em không em ạ. Rồi bạn nào cứ nói đi. 24 bạn gì nói đấy. Loan. Tên là gì em? Loan ạ. Tên Bùi Thị Thu Thảo ạ. Ngoan à? Loan là... Loan à? Cái gì Lan? Hoàng Thị Loan. Ok. Cô là đề bài cho tỷ suất sinh lợi yêu cầu là 15%, tốc độ tăng trưởng không đổi là 10% và tỷ lệ chi trả cổ tức là 45%, thì yêu cầu là tính tỷ lệ giá trên thu nhập thì ta có P0 bằng D1 chia cho K trừ G ạ. Nên P trên E bằng tỷ lệ chi trả cổ tức D trên E chia cho K trừ G và bằng 45% chia cho 15% trừ 10% và bằng 9 ạ. An C ạ. 45% chia cho 15% à? Trừ 10% đúng không? Thì bằng là 9. Ok, thì đáp án là C đúng không? Ok, rồi, thank you em. Câu, đấy là câu 34. Làm thêm một câu nữa thôi nhá. Câu 35. Em ạ, làm ạ. Cái gì? Tên gì em? Tên Hồng Hà. Hồng Hà. Ok, nói đi em. Lê Ngọc Hà. À, Lê Ngọc Hà. Cô câu 35 thì dịch là khi phân tích một ngành đặc trưng bởi giá trị số sách của vốn chủ sở hữu ạ, thì ngày càng tăng chưa? Ngày càng tăng thì tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu trong một kỳ được tính toán phù hợp nhất dựa trên đáp án A là giá trị sổ sách đầu kỳ, đáp án A giá trị sổ sách trung bình ạ, đáp án B là giá trị sổ sách cuối bắt đầu ạ, còn đầu kỳ còn đâu, đáp án C là giá trị sổ sách cuối kỳ ạ. Thì em chọn đáp án năm, đáp án đầu kỳ ạ, đáp án C ạ. Tại vì ở đây thì giá trị số sách nó tăng kiểu không ổn định ấy, nó càng ngày càng tăng ấy, thì sẽ dùng giá trị số sách đầu kỳ là phù hợp hơn. Giá tăng thì có nghĩa là cái giá trị số sách khi mà nó biến động nhiều ấy thì là không ổn định đúng không ạ? Đúng rồi, không ổn định. Thì sẽ dựa trên giá số sách bình quân trong đúng rồi, kỳ mình phải dùng. Đáp án A đúng rồi. Mình phải dùng đáp án A. Tại vì là khi nó không ổn định là ta phải dùng bình quân. Còn khi nó ổn định ta có thể dùng đầu kỳ cuối kỳ được. Nhưng mà khi không ổn định là ta phải dùng bình quân. Thì vẫn là bạn Lê Ngọc Hà đúng không?
hai bạn khác. Ừ, vâng ạ. Ok. Rồi như vậy thì tạm thời hôm nay mình dừng ở đây vì là 9 giờ 18 rồi, các bạn còn cứ kíp sau. Thì cái phần sau các bạn sẽ tự 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 làm nhé. Và buổi hôm sau thì mình kiểm tra nhé. Các bạn có mấy một bài kiểm tra giữa kỳ rồi đúng không? Hai bài rồi. Hai bài rồi. Hai bài rồi.